Ví dụ em đi mắc cúp rất là nhiều thường xuyên, sao em đi hóa trang nè, em đi diễn tuồng đồ này nọ gì mà cái mặt em sờn lên tôi nó phấn son tối ngày mà cái mặt em không bao giờ bị mụn gì đó. Đó là cái da mặt em rất là căng, cái gì nó rất là căng, và khi mà mình đánh phấn lên nó không bị gồ ghề. Cái da mặt của chúng ta là nhờ sản phẩm chuyên dòng trị mụn này. Chị em nào bị mụn nè, mụn bọc nè, mụn dưới da nè, mụn đầu đen nè, thì ta nói đảm bảo gì hết 100%, chỉ trong vòng một tuần thôi là những cái mụn sẽ trồi lên những gì nha. Còn ai mà bị viêm mụn nè, bị ổ mụn nè, bao nhiêu một hộp, thì hiện tại bên em bán cái chai như thế này là 250k, xài rất là lâu, xài được 3-4 tháng luôn, xài rất là hiệu quả những gì nha. Một ngày chỉ cần 1-2 giọt thôi là có một làn da cực kỳ sáng và cực kỳ mịn màng những gì nha. Da đẹp quá trời, em nói gì là cái da em cực kỳ đẹp quý vị. Em đi làm thường xuyên quý vị thấy không, là nguyên một ngày hôm nay là em sẽ mắc cúp từ sáng sớm cho đến khuya em mới mở cái lớp mắc cúp ra, và tối về là em chỉ xức cái này lên. Bên đây là có dòng chuyên về trị mụn luôn, trị mụn luôn cũng như là trị nám luôn. Chị em nào cần mụn hoặc là nám thì liên hệ với em trong tại livestream này, rất là ok và xài cực kỳ ok. Ok, em 2 hộp Ngọc Bích. Rồi chị em nào mua thì để số điện thoại, hoặc là ai muốn làm chi nhánh muốn làm đại lý thì liên hệ Ngọc Hoàng giùm cho em quý vị nha. Đúng rồi, 250k là cái dòng chuyên trị mụn này. Dạ, mụn cám xài được luôn, mà đặc biệt là mụn dưới da. Chị em nào bị mụn dưới da thì nhanh tay lại chân sức lên cái chỗ đó, thì những cái tinh chất thẩm thấu sâu của làn da chúng ta sẽ đẩy tất cả cái còi mụn của nhà nhân mụn từ dưới da lên một cách hiệu quả. Nhiều khi ta bị nặng nó vậy, chúng ta nặng ra đó thì nó sẽ là cái lỗ cho cái da mặt chúng ta nó bị rỗ như vậy nha. Dạ, da nhờn là xài được quý vị nha, da nhờn hoặc là da khô, nói chung là da nào bị mụn là xài được hết như vậy nha. Bị rỗ là không xài được như vậy nha, bị rỗ là chúng ta phải ra thẩm mỹ viện và chúng ta bắn cái laser quý vị, bắn laser cho cái lỗ chúng ta nó trồi thịt lên những gì nha. Nó trồi thịt lên là cái nào em nói sử dụng được là sử dụng được, còn cái nào mà ta nói không sử dụng được là em tư vấn không sử dụng được những gì nha. Cái rỗ là bây giờ nếu mà rỗ nặng cái rỗ nhẹ nữa, không có cái thuốc thần gì mà sức lên là bích rỗ hết, không có cái vấn đề đó. Chúng ta phải đi tách sẹo, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà cái mặt chúng ta mà bị rỗ thì chúng ở vô thẩm viện á, nó sẽ có cái đồ mà như là cái sẻng mấy má. Cái sẻng mà nhỏ nhỏ vậy nè, nó sẽ lãi như cái rổ ra, ví dụ cái lỗ này đi, nó sẽ lãi ra. Sẽ lãi ra. Nó sẽ làm tổn thương cái lỗ đó, nó sẽ làm tổn thương cái lỗ đó. Và nó sẽ ngoáy. Cho nó làm tổn thương cái lỗ đó và nó sẽ xức thuốc lên. Và khi mà nó làm tổn thương sẽ trồi thịt lên gì nha, trồi thịt lên và sẽ lắp cái lỗ đó. Tối quyền số điện thoại, xài cực kỳ tốt. Cái này không phải là kem, cái này là dạng serum chuyên dòng trị mụn. Ai bị mụn nám, ai bị mụn á là xài rất ok. Cảm ơn mọi người, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người.